got supplies. Có đất, đất xanh chưa? Có mình có tin nên nên tin tưởng gà không nhỉ? Chứng minh viên này bảo vệ tổ cũng có hơn trăm. Dạ. Anh có thể tin tưởng em được không? Làm gì anh? Anh sẽ liên anh khèo với em. Thôi. Khèo, ok anh. Khèo đi làm gì nó đâu đúng không? Em chỉ đảm bảo cho tính mạng của anh là anh có thể. Nó lên à? Một thằng. Không không, em lên. Quán này nam mà chết chắc là nam không cày luôn đấy nhở. Lộc từ đua thành solo squad này cày danh à? Hơi căng cái nhà nghe hơi nản đấy. Lại có thêm thu nhập rồi anh ạ. Đấy hình như cái trận cái trận trận sân hốc phải không ta? Yếu anh nhé. Một bên đầu, một bên đầu, thằng tầng 3. Enemies ahead. Ai đấy đâu? Nằm mạng đất rồi. Nằm mạng cho nó ngon. Bọn này nó nhìn mình ấy nhá, mình có giờ có vào thẳng vào nhá, chứ không kệ. Cá ơi đưa đạn xanh đi cá ơi. Hết rồi anh ơi. Cậu còn cá luôn. Em tap bọn này gần hết rồi anh ạ. À, ai thêm kill mà mất vậy gần trăm viên đạn. Mà chạy. Để em loot hết rồi anh Ngọc ơi. Enemies ahead. Nói trên cái nóc kìa. Ê, đẩy không? Đẩy bộ quá. Đẩy xe, có xe mà. Đâu, xe đâu, xe đâu. Xe ở dưới này. Xe cứu xong rồi. Đó, con nhà này có xe không? Ba chỗ. Đóng đi, ba đang chơi được. Thôi, có con bác gây đã đây. Đây, đây, để Linh anh nhà nó bác gây. Đây có xếp bốc viên nữa này. Bê đâu cứu mất rồi đấy. Chưa học đúng không? Nóc. Mình áp sát. Dạ đúng rồi, trong ấy. Áp sát. Cái nóc của này em tích ấy. Hai nóc hai bên nhá. Kìa tầng 2 kìa. Đợi em chiếu anh, đợi em chiếu. Lock 1, lock 1, chơi đi, chơi đi, chơi đi. Lia, 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 lia. Ủa, có 2 thằng bom ấy à? Từ từ, xuống. Xong chưa? Xong rồi, xong. Bọn này chắc là giờ. Ủa, đúng chít lên đạn. Hai thằng dám hổ báo trả giá ngay. Ê, phụ kiện này, anh em ơi, phụ kiện đã thích thì ra đây mà lấy đây. Sai lần này, cho ai bắn sai lần AR này. Alo. Gì đây? Alo gì? Bao giờ mới lên trí tôn mà chúng muốn nhận có ba. Có xe máy, hướng 2210. Đúng đen luôn. Lấy một cái xe thôi mà. Điên. Nó bị vào khe này. Nó một. Zappy kìa. Ơ. Sao đâu, lọc cả đâu lớp đấy. Linh đẩy cả mép. Lọc hai, lọc hai, còn một, còn một. Thoải mái.
thông chưa, thông chưa nhở? Nó làm cái con xe. Nó để cuối. Quan anh em vào nhà đi anh cho. Không sao, em phải để cứu nó đi. Sợ có một tí. Có một tí khác nhỉ? Có một tí khác. Có một tí khác, hướng nó này này, nó đang đây. Nó bắt nó đây. Mình đẩy nó xong rồi mình chào chui vào nhà trường học đi. Đi mình đẩy vào chỗ hướng hướng bể bơi nhá. Đấy, nghe chưa? Nghe rồi. Nghe xe. Nghe xe. Thằng đấy chắc bị một team, một team quay lại nào, sao rồi? Đấy, thằng này bên đâu kìa. Đâu luôn này. Hết đạn. Đạn gì? Đạn xanh, đạn xanh. Ra 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 đây, còn 54 viên này. Xài đi. Anh nhìn đọc ấy. Em. Nó còn bên này nữa. Có lia. Nào nào, la mày, mình đẩy đường này lên đấy á. Chờ có lia, tốt là bốc kìa. Mới đốc. Úp vào này. Hình như có từng này thôi anh sao. Không, vẫn đang còn chỗ. Lia. Team này thôi, vẫn đang còn một team nữa. Ê, đi ra nha, tất cả đi ra là sẽ đổ xe đã. Mình mới lên, mình mới lên một team. Ê. Đấy, thằng lẻ đấy. Ui, xáo chơi dùm anh ơi. Thằng đi sợ nào. Ui, Nam nhanh thế Nam ơi. Cái gì? Phản ứng nhanh các bạn, không vớ mồm đấy. Thằng sợ cao đấy mẹ. Được thực sự luôn đó nhỉ. Phê nhỉ. Ai lên thính đi kìa. À, có thính mà. Đây, comment này. Lúc 3 rồi mà team nó giữ người luôn nhỉ, dã man nhỉ. I got supplies. Quá chung xuống lúc 3 rồi giữ người mãi. Bọn đấy được cái chân đẹp là nó không gạt nhờ. Bọn đấy nó gạt được gà đúng không? Không FPP mà bắn mà kiểu bật tâm lên mà thằng nào nó nằm ấy mà chả thấy nó đâu, cứ xảy ra trong có xe cho bạn kìa. Xe nào? Nói e 80 rồi. Ui. Ui. Đâm một phát mất nửa cây. Hai mình dừng đây. Ờ, vào nhà này đi. Chưa biết bo giật đâu mà. Mẹ anh em mẹ thì báo xe là mình hốt vậy. Đạn xanh này anh ơi. Có 4 đạn xanh này. Ui. I got supplies. Mấy viên luôn. Trong này cũng có 4 đạn xanh nữa. Ra là ra. Kìa, dã nhau kìa. Có xe bác kia anh em ơi, sau lưng. Nghe nghe. Nó sờ cao. Chạy qua. Thầy đang sờ cao khu nhà. Có mẹ nó dừng rồi anh em ơi. Dừng nó sờ cao. Sợ cao béo đâu, mỗi thằng. Ôi, con đang ăn ạ. Kìa, đứng, nó đang ăn đứng. Ê, thôi. Xong rồi, che. Em che. Bỏ đằng kia, che kìa. Lộng yếu máu. Ui, đít cửa. Ui, đít cửa ơi. Mẹ, khốn nạn. Không sao, tầm này vẫn được cộng, nhưng mà cộng hơi ít thôi. Đến cửa rồi. Anh đéo hiểu sao luôn. Một thằng làm ngay ngoài đấy luôn ạ. Ui, bo này phải vào điểm xanh rồi. Đéo hiểu bỏ gì, làm nó làm ngoài này mà bọn kia không bắn. Nó không chú ý anh, nó đang bắn bọn trong mà. Nhưng mà anh đen vãi luôn ấy, thật. Đen thật. Đến cửa rồi. 0,1 giây nữa thôi là Lộc đã để che thân lên Nam mà bị ba người che luôn, ba người che luôn. Làm cái ốp á, lấy ốp.
quá. Ai có X8 không? Ốp này. Sao số nhiều đéo gì nhỉ? Này, mình lên xe em bắn Flegan, em lấy xe luôn nhá. Được, đúng, được cái được ấy. Từ từ cho bắn Flegan bây giờ nó bắn nổ. Xong rồi. Sao nó có đè mà nó dã vậy? Đang trách người. Gà bắn ốp hả? Anh cho X8 này, hay là sao? Này này, ốp này X8 này. Mẹ thằng mắt dậy nó làm đúng cái thằng bét làm. Cay thật sự. Mẹ không thể làm được gì hơn. Ba người che cho rồi nhưng mà không thể làm gì được. Bắn chưa? Ô, chưa bắn đó. Ô. Ủa, không bắn gì nào. Bây giờ không bắn chết được tôi rồi. Tôi bỏ đấy bay, bỏ lên đi. Bỏ đi tưởng. Ôi, đến xe em quay. Tưởng là đợi gần bắn. Em sợ nó đứng trong nhà nó bắn nổ xe. Cái xe đang bay lên trời xuống nó vẫn bắn nổ được bình thường. Tầm này mà không bắn thì làm sao mà kịp lấy xe. Ừ, nhà em quên. Là mình đợi cho mãi rồi không nghe tiếng máy bay. Cứ đợi rồi. Liều thôi, bây giờ chết thì chịu à. Đâm vào chỗ nhà kho, chỗ bệnh viện này. Ok, hiểu. Ô, đi vậy. Team nó đang chạy vào nha, team nó đang chạy ngoài đồi vào. Hướng? Không biết, nó một thằng chạy rồi, team nó chạy ngoài đồi vào. Xe trước mặt. Nghe. Con xe này bạn đang mới đấy. Hay mình bắn luôn, mình lấy giáp luôn đi. Bắn luôn thính vàng đấy. Lấy giáp mũ cho ai cần đi. Gà bắn đi, gà bắn luôn đi. Đen thì nó lại lên nóc nhà vệ sinh nhá. Ừ, đen thì bỏ luôn. Tầm này thì cũng... Okay. Nhà kế em có người dưới chân em này. Nó đang công qua ngoài đường này. Ngoài này, nghe. Nó công một nhà này luôn này. Yếu anh nhá, thằng ngoài nhà yếu nhá. Ơ. Ui. Em nhìn lộn anh Lộc đang công qua luôn. Nhà xe anh đi rồi. Thường Lộc ơi. Ba thằng ở tầng 1. Thằng cuối cho lên. Đang tầng dưới. Lỗi. Xong. Nghe nó lên rồi. Để cố trông bên dưới để cho mọi người. Đang công qua bị thằng MK nhà bên kia đó khều nữa. Cành vãi. Bên ngoài bon. Em nghĩ là kiểu cái pha đấy em cũng nghĩ là anh Lộc đang bắn nữa ấy. Nên em bắn nó yếu xong em lại chạy vào. Mà nó không chết. Ê. Lạ vãi. Linh cần giáp mũ không, xuống đấy rồi vào bo Linh ơi. Xe vẫn còn xâm. Mày 219 là chơi luôn này. Rồi. Tên vào bo. Mình nghĩ là chạy bộ ngon hơn đấy. Tên này chạy không, chạy xe ở trong không, khu này thì à, được được không, này. Không không sao à, không sao không sao tưởng đi con xe nổ kia hâm à, xe nổ ấy đi bộ ấy. tưởng đi con xe nổ kia thì mới đề xuất chạy. Ui, có nhà vệ sinh đấy. Cả ui, quẹt chơi à. Thôi một thằng kìa. Hai thằng. Đừng. Đâm vào cái. Đừng phá nổ đâu. Đừng phá, tí nữa. Nó ồn nữa. Kệ nó này.
đấy quá, chỗ này thấp quá. Sao bên nhà vệ sinh kia đâu? Đi, vào vào đi vào. Bên chân chân sao chân. Sao bóc, từ sao bóc. Anh ơi, vào trong nhà luôn kìa, nhà cao rồi kìa anh. Ngoài bo rồi, ngoài bo rồi. Hình như anh lập chưa chung với nhau, anh giật lắm. Dừng bên này đây, dừng dịch, cột này. Bây giờ linh nhìn nhà lộc này, nếu mà nó bắn lộc thì linh chắc chắn đầu linh có bóp. Chưa linh chưa biết nó đâu. Ngoài cầu ốp anh ơi, ốp của em mà hai người đều trả cho bóp vào khu nhà được. Chưa nhìn nó ở đâu, nó bắn rồi. Bắn này, bắn hộ này, bắn hộ này. Từ, đang bom. May quá, mình cũng dã nó được phát. Nhưng nó không tắm thỏ ra. Ở đấy mình phải xịt đầu chứ. Hai nhà vệ sinh chạy vào đây rồi. Đây cái thằng chung cư này không? Lộc có máy 49. Được. Đâu bên nào? À bên bên cạnh luôn. À, đấy cái nhà vừa bắn mình ấy. Okay. Mấy thằng? Bên này có mấy thằng? 1 hay 2 đấy, chơi luôn. Trên nóc thì phải. Trên nóc. Ra là sai. Sai tầm mà. Bên này rồi. Nó gạt à? Ơ clear thì mình clear, còn hai thằng cuối chạy nhà vệ sinh thôi. Hai nhà vệ sinh nó chạy vào rồi. Cái thằng lúc nãy linh nốc là gạt luôn đúng không? Ừ không, nốc thôi. Nốc không gạt. Ơ về chắc bị nó cái hết rồi. Linh ngay ngoài nhà này. Còn hai thằng ngoài này thôi. Đẹp lắm. Một thằng đang nằm ở đâu ấy, nghe tiếng cái sợ. À hay biết ngay mà nó nằm nó ngồi. Trận này chắc là linh được cộng nhiều điểm lắm đây. 21. Và ai mình trừ. Trừ á? Tạo linh sợ. Cộng trừ. Cộng có 1 2. Bỏ đéo. 1 2 á?